nó già lá nó gũi, nó lú trái rồi, cái nó tàn, quả lú trái rồi. Ồ, trái này lú ra lừ khư hết ông ơi. Cái này bao nhiêu ngày rồi chú? Lâu rồi à, một gần 2 tháng. 2 tháng hả? Ồ, coi này nguyên một cái khu vườn nó đá nè ông ơi, đẹp kinh khủng luôn ha. Này lái gặp là mê chết luôn, quá trời đã luôn. Cỡ này cũng có thể cắt được rồi nè, cắt được rồi, tới rồi đó, đã quá trời đã luôn, đẹp. Xói sợi hả? Đây nè, đây nè, xói sợi nè. Đó, trái này đâu dưới 1 ký hả chị? Trên 1 ký hết rồi. Nhưng mà giai đoạn này mình chỉ 2 bông mình bán thôi chứ mình đâu có thụ phấn nữa hả chị? Không, còn nhiều quá, trong nhà tiếc mới muốn hái nè. Tiếc. Nhưng mà mình hái, trời ơi nè chị ơi, nó đã ha. Rồi nè ông ơi. Đó. Bữa nay già gũi rồi ha. Dạ. Hồi này ông ơi đã nè. Nhưng mà bữa lấy có trả anh ra mấy chưa? Đấy, bữa đó vô nó coi thôi nhưng mà nó mới 4 mấy đồng anh. Ờ. Hôm nay thì nghe nói là được 6 rồi. 6 rồi. Cái này là anh cũng chưa có lấy thực sự phải không? Người ta cũng có lấy trả thôi chứ cũng chưa có chính thức phải không? Bây giờ chẳng hạn như cái người ta coi cái trang của em mà người ta muốn điện thoại cho anh, ta điện cho số mấy để người ta vô ta vườn người ta coi bí người ta mua. Anh có số điện thoại không? Có chứ. Anh đọc giùm được không? Được. Anh đọc giùm em đi để cái rượu bí này thì hơn 7 công ha. Thì nó tầm khoảng 20 tấn không anh? Cái này chắc thằng lái nó cũng lội vô khúc mà lội ra, cái này chắc hơn 10 mấy tấn hả? 10 mấy tấn. Như vậy thì cái số điện thoại anh đọc giùm em đi, đặng ai có liên hệ người ta gọi cho anh luôn. 0774 030 851. 0774 030 851. Đây là ông chủ ruộng bí hồ lô trái dài ha. Rồi ai có liên hệ để mua xuất đi thành phố hay là gì đó thì cứ liên hệ vô số điện thoại của anh luôn. Dạ. Anh tên gì anh? Em tên Việt. Anh Việt hả? Liên hệ với anh Việt số điện thoại đó mọi người gọi. Rồi em cảm ơn anh Việt ơi, em thấy đã lắm, bí đẹp lắm, cảm ơn anh Việt. Dạ. Giải trí miền Tây chào mừng cô chú các anh chị và các bạn đã quay trở lại. Hôm nay giải trí miền Tây chia sẻ với cô chú các anh chị và các bạn ruộng bí hồ lô hơn 7 công và cảnh sao bão gia ghi như thế nào, ruộng bí 2 tháng tuổi, cách chăm sóc cũng như thương lái thu mua ra sao. Mời cô chú các anh chị và các bạn theo chân giải trí miền Tây chúng ta cùng tìm hiểu, xin mời. Thì hái hả? Hái được thì hái. Giá đẩy ha. Bảo tôi thấy hình như nó xuống màu dữ ha. Già rồi. Phải không anh? Già rồi. À nó già ha. Như trái này là vườn mình có hái chưa? Có hái chưa? Chưa. Chưa hái ha. Còn nguyên si chưa đụng tới trái nào chưa? Chưa đụng tới trái nào luôn. Bảo không bị sao ha? Già rồi mà bảo gì nữa. Hết sợ rồi ha. Già ăn con mừ nữa mà bảo gì. Ông cậu mừ này ổng xuyên suốt ổng hái bông nè. Nữa nó gụi là nó sẽ lú trái lên đúng không? Quá trình trái nè. À, lú trái lên nhóc hết trơn. Đây đây là trời ơi trái bự dữ rồi ta. Ồ trái nè. Trái này có 2 ký ông ơi. Thì anh vô quay đi rồi vô cho chị vé nó ra ổng lấy gì. Đó. Cái trên trên nó còn già gỗ. Ở trên đó hả chị? Ừ nó gọi trái cho đưa ra. Dạ. Trời ơi trái này đã quá trời đã luôn nè, bự nè ông ơi. Vợ giúp
Chú hình như mưa nó tốt hơn hả chú? Con thấy nó đã hơn nè không? Nó lú cháy ra nhiều hơn nè. Hả? Nó già lá nó rủi nó lú cháy rồi. Ôi ôi, trái này lú ra lừ khư hết ông ơi. Cái này bao nhiêu ngày rồi chú? Một hai tháng hả? Ôi ôi, coi nè, nguyên một cái khu vườn đá nè ông ơi, đẹp kinh khủng luôn ha. Xuống lá nó mới đẹp ha. Xuống lá nó đẹp hơn màu xanh nha. Tại vì khi mà xuống lá thì nó lú trái lên nè. Trái lên đẹp kinh khủng nè. Ôi ôi, nó đã nè ông ơi. Ở giai đoạn này thì mình đâu có đi phân nữa hả chú? Không. Giờ trời ơi, có giá là cắt bắt. Rồi hôm rày lái có đến trả gì cho chú? Không biết. Chủ ơi biết ha. Mua ha. Nè ông ơi, này lái gặp là mê chết luôn. Quá trời đã luôn. Cỡ này cũng có thể cắt được rồi nè. Cắt được rồi. Tới rồi đó. Đã quá trời đã luôn, đẹp. Trời ơi, nó nằm lan đã hết nè mấy ông ơi. Dạ. Nó lòi trái lên lừ hết luôn. Quá trời đẹp. Cái nè, lòi trái lên nè. Cái này dạo này cũng có giá lắm mà ổng chưa có ai để ổng cần ha. Cái này coi cắt được rồi đó. Coi là cắt được rồi đâu á, cắt đó. Dạ. Lái coi rồi hả chị? Dạ. Dạ. Xối sợi hả? Nè, đây nè, xối sợi nè. Đó. Trái này đâu dưới 1 ký hả chị? Trên 1 ký hết rồi. Nhưng mà giai đoạn này mình chỉ hai bông mình bán thôi chứ mình đâu có thụ phấn nữa hả chị? Không, còn nhiều quá chứ, nhà tiếc mới bứng hái nè. Tiếc. Nhưng mà mình hái, trời ơi nè chị ơi, nó đã ha. Hồi nào ông ơi. Đâu, con em ở dưới chợ nóc á. Nhưng mà cái này mình hái bông đủ chi phí trả tiền công không ta? Dư chứ, nhà mới muốn hái nè. Đúng rồi. Bữa hai bữa là nghỉ rồi. Đúng rồi. Còn bông hái nữa rổ. Đúng rồi. Cái này 2 tháng rồi mà. 2 tháng rồi. Bữa em vô là cách đây chừng tuần hơn gì đó à, trái chưa có bự nha. Bữa nay sao mà nó đã quá trời vậy ta? Dạ. Nè trái nè. Ôi ôi. Dạ. Trái nó nằm nó trốn trốn của chồng á. Đó. Dạ nó rụi rồi. Bữa nay già rụi rồi ha. Nó rụi lần lần xuống. Nó rụi lần lần bông này nó cũng mất thì đang bông bữa nó cũng mất rồi. Dạ. Ái nha anh nữa lỗ cả nhà lỗ. Hồi này ông ơi đã nè. Đúng rồi, hái hái làm sao mà đủ trả tiền công chứ hái không đủ trả tiền công. Dạ đúng rồi. Tao thấy lời tao mới hái đúng không? Bả bệnh rồi, bả bị chân đau rồi. Trời ơi, bả mê dữ lắm mà kìa. Đó. Quá trời đẹp cái ruộng rồi. Trong mưa cho nên nó đẹp hả chị? Dạ. Trái nó thưa hơn. Tại vì trồng thưa mà. Cỡ này là hái được lứa đầu rồi, hái lựa cái trái già già là hái được rồi. Này coi xong rồi mới hái được rồi đó. Giống như cái trái này là có thể hái được. Được đó, cái này nè. Dạ chén gì không? Dạ trái bự vậy nè, hái được rồi. Áo quá.
nhưng mà qua cái bão mà nó không sao là mừng lắm rồi đó. Không sợ. Cái dạ. Trời ơi, trái này đã quá trời đã luôn nè ông ơi. Đẹp quá chị. Cái anh mua bí là hôm qua anh quay rồi. Coi rồi hay gì á. Không biết là giá cả là sao nhưng mà nghe nói là coi rồi. Dạ. À, nãy giờ chỉ hái được cần xé bông rồi nè. Hồi vô uống cà phê với ông chủ vườn mới được. Giai đoạn này là chỉ có hái bông bán thôi chứ không cần bón phân tưới gì thêm hết á. Mưa bão quá trời luôn mà tưới gì. À, đẹp vô cùng luôn ha. Cái 50kg luôn hả chị? Một ngày hái là khoảng 50-60kg vậy đó hả? Ngày nào cũng vậy hả chị? Một ký là mình bán cân cho lái là bao nhiêu một ký? Bông này thì bán 30. Dạ. Bông nở ra 20, 30. Nhưng mà phải lặt rau ở trên con bớt từ xa, lặt bớt xuống. Dạ. Cái tàn á phải lặt rau ra. Dạ. Dài có cách lặt bớt ra. À là mình tiễn lại nữa ha. Ừ, tiễn lại để chị là bán mua 20 nghe chứ. Dạ. Bởi bả như dâu bả lặt lắm á. À bả đang ngồi lặt ở trước đó. 20-30 thì bổ đồng 25.000 đi. Điều hôm nay 20-30. 100kg là 2.500.000 hả? Nhưng mà 50kg hả chị? Là cũng được 1.000.000 mấy? Triệu 2 gì đó. Nước bẻ không phải có 2 người à. Dạ. Bẻ rồi bẻ nhà. Bẻ không xiết phải không? Em thấy bông bữa nay còn héo nè. Thì tính ra hơn 1.200.000 đi. 1.200.000 hơn. Mà 4 người hái, một người trả 250.000 đi cũng có 1.000.000 à đúng không? Cho nên cũng còn lời được mấy trăm ngàn hả? Để tiền phân, tiền phướng đâu cũng được. Dạ. Ừ. Cũng rẻ thôi đó. Chú mấy không à? Đó là bí cái giai đoạn 2 tháng này thì khỏe cái công chăm sóc rồi. Và chỉ có lặt bông là đếm tiền thôi. Dễ ăn quá ha. Dễ ăn quá ha. Ờ cái đầu bắp bên đó đó ha. Nó không có trái hả chị? Ờ cái đó là hình như trồng không đúng giống hay sao á. À. Cái bí này em thấy là bảo mà nó cái bông nó ra hình như nó tốt hơn á, giống như nó mát mình đó ha. Không có héo. À. Nắng lên cái nào tốt bẻ. Như cái bông này là hôm qua không có hái nè chị. Có hái nhưng mà nó vẫn bị sót hay sao? Sót. Dạ. Mấy cái bông nó tròn tròn nở rồi đó. Ở đây thì ốc bu vàng nhiều quá ha. Ốc bu vàng nè. Mấy chị đi làm cái ghé lượm mấy ốc này vô kho xả ăn là đúng bài luôn.
ở vườn mà mình đi làm ngày 200 mấy rồi đâu có dư chị ha. Nếu mà có con đi học đó là thua rồi. Không được ngày hả chị? Hạnh xui. Kệ tới đâu hay tới đó hả? Tới đâu hay tới đó. À rễ. Rễ của cái ông chủ này hả? Đúng rồi, vậy không phải đâu. Anh đang cột chèo phải không? À rồi rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Giỏi ha. À tức là mình đi 6 giờ chị ha. 6 giờ là 2 giờ mình về chưa? Không biết mấy giờ. Theo kinh nghiệm của chú như vậy thì cái ruộng bí này có lời không chú? Có chứ. Dạ đúng rồi. Bán bông không đã chịu mấy ngày rồi ha. Chịu rồi. À tức là bông mỗi ngày chịu chịu là hôm nay nửa tháng rồi đó ha. Đó. Có lời không? Có lời không? Không biết chứ chịu chịu ngày đó. Cắt bí là còn dữ hơn nữa. Đó. Ủa? Tại sao mà nó giảm tuổi thọ dữ anh? Nó gieo ngày nào mất hái. À. Mất hái rồi nó đầy trần xé nó phải dắt vô. À. Nó cũng khô khổ không phải. Mà cái kia chưa hấu và làm cái chừng 2 3 đợt, 4 đợt là mình 3 đợt là mình nghỉ rồi. Ngày nào cũng khoảng 14 cái. Chị hấu lâu lâu thì cơ mấy chịu này ngày này mấy chịu chịu. Cái chị này chỉ nói lúc nào chị cũng nói 1 triệu hết trơn rồi nha. Nhưng mà hồi nãy mình tính là nó chịu mấy lần chứ không phải 1 triệu chị. Chịu mấy lần? Ngày vô 1 triệu đi. Trả tiền công đồ nãy chưa? Tôi thì là cũng còn được 1 triệu nữa đó. Dạ. À có 500-600 thôi ha anh. Nửa hái lỗ đó đâu quay. Ủa lỗ thì sao lỗ được ta? Tức là hái không có bông hả? Hái không có bông thì mình sao ta? Mau rồi. Mau rồi. Cái tiền thời gian ít lại thì đâu có trả phí nhiều đúng không chị? Có 7 người mà hái có chưa được ai biết đó. Có hái lẹ. Cái đó lẹ quá. À. Tức là 7 người đó dạo chơi thôi, ngắm cảnh xem qua thôi. Hái không nhiệt tình mà. Còn ở đây em thấy là mấy người này hái nhiệt tình không nè, cho nên là bông nó nhiều nè. Cái này là kêu bằng chậm mà chắc. Chậm mà chắc. Nhưng mà mấy chị không hái gì đó, đâu có chậm đâu, em thấy nhanh lắm á. Thấy không, bà đi chất lượng không? Đáng lý là mấy cái này là hái được rồi chị. Ừ, hái được mà mấy ông đó đi, mấy ông kia cục đó, cái cuốn nó cục á. Cục chứ mình... mình hái cái đó ăn ngon á chứ nó dạ đúng rồi nở quá thì nó hết ngon rồi quá. Không 12 giờ mới phát, 12 giờ trưa
để kỷ niệm cho mình là những cái ngày mà đi hái bông bí. Bà ở tôi mắc vô lưới bên đó cũng quay quay gì nè, mà về tôi bỏ điện thoại trong túi gì về tôi mở ra có đó. Có. Dạ. Cô đơn luôn hả? Bây giờ có muốn giới thiệu ông nào không? Em giới thiệu luôn cho. Tự kiếm hả? À, ý anh nói là ở đây khu này là phụ nữ ở giá nhiều lắm ha anh? Cỡ bao nhiêu tuổi? 55 trở xuống. À, 55 trở xuống. Cô này cũng chưa có chồng luôn hả? Trời ơi, sao ông biết hay vậy trời? Bả còn xin mà ông biết là hay lắm á. Ở khu vực này mà phụ nữ không có chồng nhiều như vậy thì chú mấy bà, anh mấy bà nói nha, nói thiệt nha. Mình ông nói mình ơn tức là ông cũng ở giá luôn phải không? Cái này ông tôi quay lên là bả biết đó nha. Dạ thôi được rồi, để quay lên mặt thấy rõ quá bà. Về tối nay là ổng mềm mình với bà đó nha. Để chứ gặp chú này hai lần rồi. Em ruột của bà chủ đó, cậu của ông chủ nhỏ. Dạ. Ông này ông vui tính lắm mà. Phải chơi thôi mà bả cũng thông cảm chứ. Ông kia là ông chủ hả? Ông cậu nữa hả? Dạ. Hay quá. Cái này mùa này công nhân người ta thất nghiệp nhiều lắm mà mình đi làm vậy là hay lắm rồi. Ừ. Đúng không? Hay là bắp nữa. Hèn chi giờ ông bệnh luôn rồi, đúng rồi. Cái mặt nó ổn rồi, thấy không? Đúng rồi, ông bệnh rồi. Làm gì ban đêm cũng làm luôn không? Quá đặng sáng cho người ta căng sớm đó. À. Phải đi kiếm máy gì chủ đó. Đây nè, đây được rổ nữa nè. Nắng là hơi héo héo nha. Đem sớm sớm vô để nó héo. Ông chủ này ông giỏi lắm à. Trái này hơi rạn da rồi đó. Nè, hơi vàng vàng rồi nè. Đẹp quá trời đẹp luôn. Vậy là cái bí rợ hồ lô này 2 tháng là có thể bán được rồi. Dạ. Mà cái này là mình thu hoạch cái bông là khi mình trồng được bao lớn mấy ngày thì nó có bông mình bán chú? Tháng mấy à? Tháng mấy là có bông bán. Hôm rồi thì mình hái được hơn nửa tháng rồi ha. Nửa tháng rồi đó, ngày nào cũng hái đó. Ngày nào cũng hái. Tức là ngày triệu mấy á. Mà hơn nửa tháng thì ra mười mấy triệu rồi. Mười mấy triệu rồi đó. 7 công lần mà. Mười mấy triệu thì chưa tính là mai mốt là hái trái bán. Chỉ có bán bông với bán ngọn thôi đó. Bông với bán đọt. Đọt thôi đó. Mai mốt bán trái thì xe bao nhiêu xe lại chở chứ mà. Một xe chở không hết đâu. Quá đẹp. Dạ. À là cỡ này ha. Cái này phải đếm líp mới được à. Muốn chắc ăn phải đếm líp.
Rồi nhân lên. Trái này à, trái này không dưới 2 kg nha. Đổ hai trái như vậy đó rồi công được mấy tấn. Mấy tấn hả? Cái đó là phải phải chủ ruộng mới biết chứ mà. Tại vì à, chủ ruộng ổng biết được trái của ổng số lượng là bao nhiêu rồi này kia ổng nhân ra mới biết được. Cái này mình đếm thử một clip bao nhiêu trái. Rồi mình tính bình quân một clip rồi mình nhân cho cái số clip là nó ra. Chứ mình tính phỏng phỏng nó không chính xác đâu. Bỏ cái này khoảng hết này 20 tấn rồi. 20 tấn chú ha. 20 tấn là cũng ngon lắm rồi. Trời ơi, 80 triệu là ngon lắm rồi chị. Có 2 tháng mà mình thu được 80 triệu. Dưa hấu nó cực hơn. Nó khỏe hơn. Vốn nặng hơn. Chị đi xịt, đi chăm sóc nhiều hơn. Theo chú thì nếu cái này là hồi nãy chú nói hai mấy tấn, 20 tấn là khoảng 40 triệu như vậy thì nó thỏa đáng không? Ờ, 8 mấy triệu đi. Vậy thì theo chú vậy là nó so với dưa hấu là nó ngon hơn hay là nó không bằng? Không bằng hả chú? Chứ mà con thấy cái này nó đâu có cực bằng dưa hấu đâu. Cái này cái công mình bỏ ra nó ít hơn nè. Bốn chục tấn mà cái giá nó cao hơn phải không? Dạ, 5-6 ngàn. Dạ. À, nghe ông nói là hết cái mùa này ông cũng trồng xuống dưa hấu lại rồi. Nhưng mà 80 triệu cho 2 tháng, 1 tháng 40 triệu trừ chi phí nữa thì mình còn được 20. Là con thấy cũng ngon lắm mà chú. Có lợi, có lợi mà không có bằng dưa hấu. Không bằng hả? Dưa hấu mình cũng có 2 tháng. Dạ. Có 2 tháng cho lợi. À, 7 công này nếu trồng dưa hấu là đôi lúc 2-300 triệu luôn hả? Dữ vậy ta? Bán 300 mấy triệu luôn. Ờ, dữ vậy hả? Tại nó bốn mấy tấn lận tấn 6-7 ngàn đó. Ờ, dưa hấu ngon hơn cái này ha. Vậy là dưa hấu là một công tấn khoảng 3-4 tấn đó. Dạ. Tại vì bữa hỏi anh chủ thử, anh nói cái này sướng ở chỗ là mình chăm sóc nó nhẹ hơn, ít sâu bệnh hơn. Dạ. Dạ. Rồi còn cái hai cái chị này thì ở giá thì bây giờ anh nào mà xem video này để đồng ý mấy bà nào thì chọn nha. À, thấy là thấy có cần người nâng khăn sửa túi lúc tuổi già. Hai chị này thì cũng tầm 40 hết rồi đúng không? Đó, 40-50 hết rồi. Từ 50 rồi. Đó thì anh nào mà tầm 50-60 mà 80 ha ha. 80 nước cái bà đây thì nhưng mà ai chết đó chứ? Bà này trẻ mà. Cái đó cũng hên xui nha, tại vì đàn ông có nhiều ông mấy ông uống rượu mạnh rồi này kia cũng dữ lắm à. Cái nếu mà mấy ông mà đi rước về đó là mấy ông đó cũng là gọi là đại gia rồi đó anh ha. Bây giờ cái anh nào muốn rượu, chồng em đang rượu lên mặt hờ ngồi rồi mấy anh ơi. À. Em giờ nó muốn rượu em không ít. Không chịu hả chị? Chịu đâu. Chồng em muốn rượu quá lên mặt hờ ngồi rồi. Tức là cái chị này chỉ nói là anh nào uống rượu là chị không có chịu.
Như vậy là ông nào mà muốn rước mấy chị này là không uống rượu mới được. Chứ uống rượu mấy ông rước về lơi quay 2-3 ngày mấy ông đứt bóng rồi sao? Người lại người ta đi kiếm nữa hả? Đâu có được. Đó, tốt nhất là không uống rượu. Nhưng mà mấy ông đó không uống rượu thì gáy gú. Người ta nói bốn cửa thì thế nào cũng rớt vô một cửa ha anh ha chú ha. Vậy thôi. Còn không gáy rú là cờ bạc. Đó. Rượu chè gái gú cờ bạc gì đó, đàn điếm gì đó. Giờ là trong ông ở không luôn hả chị, hả chị? Tại mấy ông rớt nhiều cửa quá. Tôi ở không luôn, tôi không mấy ông ở không, tôi cũng ở không luôn. Nói vậy chứ có hai người trời mưa trời bão này nó đỡ hơn chị ơi, nó vui hơn. Chứ trời bão này chị thấy chị buồn không? Không hả? Trời ơi mưa bão mà bà ở mình bà không buồn luôn á. À tức là ổng đi mười mấy năm rồi ha. Nhưng mà bà còn nhớ ổng không? À nhớ thôi chứ không muốn đi bước nữa. Nhưng mà lỡ bà gặp cái ông nào nó phù hợp với bà thích làm sao? Không luôn hả? Bà là nhất quyết là không luôn đó. Nhất quyết luôn đó. Giờ là như vậy thì chị làm vậy tiền để đâu cho hết? Dưỡng già. Để dành dưỡng già vậy thôi. Chứ mấy ông bây giờ cho mấy ông ở giá luôn. Đó. Vậy chứ phụ nữ miền Tây mình chung tình lắm chị ha. Thiệt chứ bộ. Nghe chị nói như vậy em hãnh diện phụ nữ miền Tây mình lắm á. Quá trời bí luôn ông ơi. Đã không? Nằm sắp lớp luôn như vậy nè. Cái đằng kia trái nó dày hơn nữa ha anh ha. Ờ già móc luôn rồi đó. Đó quá chừng nó già già hết rồi nè. Đã quá trời. Rồi em chúc mấy anh mấy chị vui vẻ nha. Khỏe. Rồi chị nào muốn đi thêm thì mai mốt mấy ổng điện thoại có gì em liên lạc. Liên lạc cho ông chủ ý rồi kiếm mấy chị nha. Rồi em cảm ơn nhiều. Dạ em cảm ơn. Em cảm ơn anh ơi. Vui. Chúc vui vẻ. Mưa bão vậy là quá tuyệt vời rồi, không có bị thất thoát gì hết. À, ruộng bí mưa bão rất là tuyệt vời luôn, không có thất thoát gì. Và bà con vẫn đang an ổn. Bà con miền Tây an ổn ảo gia ghi. À, đi hái bông bí. Đây là một cái ruộng bí rất là lớn. Mà đây là cái ruộng bí rất là lớn. Và sau bão gia ghi thì bà con vẫn vui vẻ đi ruộng và bí thì vẫn phát triển tốt. À, rất là đẹp như thế này. Cái này là bí bí rợ hồ lô ở giai đoạn bí rợ hồ lô giai đoạn 2 tháng. À ông chủ ông ra tới rồi kìa. Ông chủ ông ra tới rồi kìa. Mấy chị ông chủ ra tới rồi đó. Phải không? Không biết nữa. Thấy xách cái cần giống giống ổng nè.
đó. Ruộng vườn rất là đã luôn, nhất là những cơ bí đang phát triển rất là tốt như thế này. Đây là hình như là ông chủ ra. Quá chừng luôn. Đã quá ông chủ ơi. Đạt rồi. Đạt rồi, ngon rồi. Bữa. Nhưng mà bữa lấy có trả anh ra mấy chưa? Đấy, bữa đó vô nó coi thôi nhưng mà nó mới bốn mấy đồng thôi. À. Hôm nay thì nghe nói là được 6 rồi. 6 rồi. Cái này là anh cũng chưa có lấy thực sự phải không? Người ta cũng có lấy trả thôi chứ cũng chưa có chính thức phải không? Bây giờ chẳng hạn như cái người ta coi cái trang của em mà người ta muốn điện thoại cho anh, ta điện cho số mấy để người ta vô ta vườn ta coi bí người ta mua. Anh có số điện thoại không? Có chứ. Anh đọc giùm được không? Được. Anh đọc giùm em đi để cái rượu bí này thì hơn 7 công ha. Thì nó tầm khoảng 20 tấn không anh? Không, cái này chắc thằng lái nó cũng lội vô khúc mà nó lội ra, cái này chắc hơn mười mấy tấn à. Mười mấy tấn. Như vậy thì cái số điện thoại anh đọc giùm em đi, đặng ai có liên hệ người ta gọi cho anh luôn. 0774 030 851 0774 030 851. Đây là ông chủ ruộng bí Hồ Lô Trái Dài ha. Rồi ai có liên hệ để mua xuất đi thành phố hay là gì đó thì cứ liên hệ vô số điện thoại của anh luôn. Dạ. Anh tên gì anh? Em tên Việt. Anh Việt. Liên hệ với anh Việt số điện thoại đó mọi người gọi. Rồi em cảm ơn anh Việt ơi. Em thấy đã lắm, bí đẹp lắm. Cảm ơn anh Việt. Dạ. Dạ dạ em cảm ơn anh. Hả? Quá tuyệt vời. Ruộng bí qua bão mà thấy tốt quá anh Việt ha. Qua bão mà thấy nó tốt quá ha. Dạ, không có sao hết trơn. Xin chân thành cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn đã dành ra thời gian quý báu để theo dõi hết video này. Nếu cô chú các anh chị và các bạn thấy video hay, ý nghĩa, hãy chia sẻ về trang cá nhân để nhiều người cùng theo dõi. Ấn vào cái chuông để cô chú các anh chị và các bạn không bỏ lỡ bất kỳ video nào Giải Trí Miền Tây phát hành. Xin nói lời chào, hẹn gặp lại video sau.